giống phù đời á. Hai anh em mình đang ở Madagui nè các bạn. Hôm nay mình đi câu suối. Đây là cá mà mấy anh em ở đây câu được, nhưng mà cá rô với cá lăng thì câu bằng mồi nha các bạn, mồi sống nha các bạn, à, mồi 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 cám các thứ. Từ từ đi đường này nè, cắm đầu luôn á. Xe này thắng ăn không? Ban đầu trong dự tính thì mình sẽ thuê xe máy để đi, nhưng mà xuống đây thì không có cái chỗ nào thuê xe máy các bạn, cuối cùng phải phải thuê một cái chiếc xe ở trong cái khách sạn. Để câu một con cá không có đơn giản như các bạn, đèo đèo lội suối là có thiệt à. Mấy anh ở đây câu cá me hay cá gì? Tôi còn nhiều lắm. Ừ. Nhiều loại anh. Em đi 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 tìm con cá me. Cá me hả? Dạ. Yeah. Còn me đây nhiều. Ở đây mấy anh này cá nào ăn thì coi. Bây giờ anh thích cá me mười mấy ký hay là cá me mấy ký? Vài ký thôi à. Vài ký mà nó nhiều nhiều là được à. Ở đây rất là ít. Cá me năm nay rất là nhiều. Dạ. Yeah. Nhiều loại lắm. Nó nằm ở đâu anh? Này có nè, khu vực trên có nè, giống như năm nay ở đây câu cá me nhưng mà không dính cá me mà lại dính cá trình. Dạ, trình hả? Trình thì chắc ai nuôi sậy hả ta? Không sậy nha, cháu ơi. À, trình thiên nhiên luôn hả? Nói chung là cũng dính trình chứ không phải là nước rồi, nước sạch nè. Vừa me nè, vừa trình. Mình nhiều quá. Câu trùng với câu cám anh hả? Không. Cái này là chỉ có câu cá mè dẫn với cá mè dinh đồ cá lăng rồi, cá lăng nhỏ nhỏ thì vui còn biết hồi nãy giờ dành là có thế thôi, ở đây là cũng chỉ biết dế đồ. Còn cá me nó ăn con gì, ăn gì? Tôi thích cám này, cám luôn. Dạ, lên cách đây mấy ngày có nghe nói có lên con 9 kg mà phải không, ngay khúc này nè, 9 luôn hả? Dạ, 18-20 mấy ký. Dạ. Cái mới thôi, mới lên con 9 ký là ở đây thôi. Dạ. Đi xuống. Mấy năm trước là lên con 10 mấy ký. Dạ. Ở đây nó ăn đêm hả anh? Tùy. Cá bây giờ có khi gặp là nó ăn hả? Bây giờ thôi. Tại vì theo chỗ anh em nói là nó thẳng là không phải cái rồi câu từ sáng tới chiều. Cá không ăn. Nhưng mà tới lúc nó ăn thì tụi em thì câu mồi giả, tại vì con cá me này nó cũng ăn mồi giả. Chú tính gì nhỉ? Mồi giả chơi thôi. Tuấn thì tôi là bạn nghĩa. Vừa ngồi mà vừa câu vừa. Bây giờ anh em ngồi giao lưu vui thôi chứ còn nó chả có thực chất nó khó lắm. Nói chung là không vui là không đến đây đâu. Sùi chứ không phải là. Dạ. Không vui với lại ông nghĩa này là. Giờ cá mình cũng bị mìn nhiều quá. Nói số lần cá nói. Nói mọi người đừng dạ. Có nói chung là năm nay cá lớn nhiều. Năm nay nước lớn nó cá lớn. Nước lớn lên. Cá lớn nhiều. Anh nói dạ. Dạ. Hai giờ thôi chứ mình được chết là nó đâu có. Tại vì bên trong thì cá cũng nhiều đâu. Nhậu đây là chủ yếu vô tình đấy. Đó, cống cần như vậy thôi chứ vô tình giải trí thôi chứ nó đâu có quan trọng đâu. Dạ. Là nghĩa là ví dụ mấy đứa khác á, dạ. Cá lên thì em mấy chú nhầm nghĩa thôi, qua cá ngựa nữa, nghĩa là nhiều gió, nãy cái chơi có nghĩa là nhiều cũng thấy là dạ. Nghĩa là ok, đấy là tay quấn đúng không? Nhắm một kinh chìm mở già đó. À để dọc dọc xuống đây quấn tí nữa. Khu này là đúng không? Ngủ là ngồi nè. Mưa các bạn ơi, mưa rình.
may mà có mấy cái anh ở đây có dựng bạc dựng lều rồi chứ không thôi là hết. Cái giữ giùm cái ra nha. Dạ dạ dạ. Bây giờ giữ thôi nha, nhiều khi giữ không có được nha. Giữ đâu ta? Ơi, về đâu? Ở đây không có chì hả? Mình chơi cục đá neo vậy hả? Cái này sao? Dạ dạ dạ. Tôi mua. Dạ. Sao đâu? Vô liền. Đây nè. Hai tụi bay vô hết. Vô. Đó là bên kia mấy anh em là sao nữa? Mà tôi thấy nó rồi vợ đi đâu. Giờ chẳng đó. Rồi, bước rồi mua to quá nó bước. Yeah. À thường ta nói sao? Tấp đều lấy chùa của anh và của em. Anh gì anh xỉn anh ngồi cho anh luôn à. What? Con tắc kè mới tưởng con bò cạp. Đâu? Đâu phải tắc kè? Hả con đó hả? Thằng lằn hả? Thằng lằn hả? Thằng lằn lớn ha. Hả? Đây. Con gì có? Hả? À, ghê. Cái bạn này tinh mắt thật. Em dân cũng hay đi rừng. À. Mà em thích động vật nữa, ra là quan sát kỹ đó. Nó đường nó lầy rồi đó. Cần đẹp không các bác? Đúng cần con suối luôn đó nha. Cần Megabass, máy Shimano Twin Power, độ tay Libri, ve là của Megabara, bla bla. Mình vừa mới gặp mấy anh ngư dân ở đây, người ta chài á, thì ta nói bây giờ là trễ mùa cá rồi các bạn. Mùa cá cách đây khoảng chừng một tháng, có nghĩa là khoảng chừng tháng 9, tháng 10 á, vừa hết mùa mưa á. Đây nước mới rút. Bữa nước cao lên tới đây. Lên tới đây. Cây tre đó kìa. Hơn nữa chứ. Lên trên kia lần. Đó lên ngay cái miếng vải đó. Sau mùa mưa thì nước nó sẽ cạn các bạn. Rồi nước cạn thì người dân người ta rất là dễ chài. Tiết sâu đó thảm hại hơn là người ta dùng kích điện các bạn. Với lại mìn. Riêng hai cái thứ đó thì nó hủy diệt cái nguồn thủy sản rất là nặng nề nha các bạn. Có nữa đi dọc lại đi lên bờ
cá thành nữa nhảy xuống tắm luôn rồi. Cái này đúng là lan với phường tầm này là tầm thường đó. Đây mới là thiên đường xuống tắm luôn, nước nó lạnh vãi luôn á. Cảm giác tuyệt vời quá kì. Nè, mấy con sâu ở dưới đá này nè, mấy sâu này câu cá, câu mấy cá trắng á, giờ cá trắng đéo thấy luôn. We'll be right back.